Hay quá nhỉ. Ứ sợ. Từ từ các bạn nhá. Một phát đã chơi hôi máu này. 10 giây nhá. Khiếp, em con gái mà đánh hay thế em. Alo. Mới vài đường cơ bản rồi đó. À chà, gáy. Vài đường các bạn. Chào em. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Vâng, ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái nó rất đặc biệt, không có không phải hướng dẫn như thứ hai nữa, mà mình sẽ có một cái gọi là mình sẽ lên một cái app, gọi là một cái app guitar. Thì mình sẽ gà keo gọi là thử coi đăng ký coi có ai book mình kiểu để chơi không, thì mình sẽ gà một cái keo solo nakanot và tìm người đến app guitar mới có ai book mình hay không. Đấy. Thì cái app này, cái mô hình của nó là giống như kiểu là những người chơi tốt hoặc những người nói chuyện hay các thứ linh tinh sẽ đăng ký vào đây và nói chung thuê người chơi, kiểu nôm na là như vậy. Giống như các bạn muốn chơi mình thì các bạn sẽ thuê mình. Và đấy, thì các bạn thuê bằng cách như nào? Đấy. Thuê thì các bạn có thể là nạp xu vào đấy, các bạn sẽ thuê. Đấy, ví dụ như là nếu muốn book người chơi thì phải có xu ở trên Lita này. Ví dụ 300 xu thì được tầm 30 phút cho đến 1 tiếng. Thì là chúng sơ qua cái app như vậy thôi. Còn cái nick của mình thì các bạn có thể thấy là mình đang còn đăng ký này, có 41 khách. Đấy, thì bây giờ là mình chờ không biết là có bạn nào, không biết có bạn nào book mình hay không để thử, bởi vì mình cũng vừa mới đăng ký thôi. À, có chúa cái rồi. Alo. Alo cái gì? Hola. Chấp nhận này, liên quân đáng chơi, chấp nhận liên quân mua 31 trận. A chà. Mình được book 1 trận rồi các bạn này. Mình hiện tại đang book một đơn hàng nhá. USD thì 1.58. Cũng chả biết bao tiền cả. Đấy, hiện tại thì mình có một đơn hàng, có một bàn nhận solo thôi. Đấy, solo thì mình mất 300 xu đấy các bạn ạ. Đây, ok. Đây gọi. Đấy nhá. Rồi, ok. Chơi mình một chút để mình vào cái Discord nhá. Ok, bạn đã vào Discord chưa? Rồi, mình vào rồi. À, ok. Bạn vừa book mình trên app phải không nhỉ? Đúng rồi, mình book bạn đấy bạn ơi. Ok, thì nói chung là bạn không biết có cái câu hỏi gì muốn hỏi hay không ạ? Cho mình hỏi là... À... Không đây nhở? Cái khó tính thế, cái ác thì tầm 3 triệu thế. À, đây. Thật mà, ấp trước dư mình bao giờ nó lát không? Cái nick này của mình nhá, nó... Có mà một phún tưởng nhá. Nick này phún tưởng này, có skin Nagabot thử nguyên về thân này. Nói chung chỉ cần skin này thôi. Skin để mình nhận đây. Chỉ cần skin đấy là cái nick nó có giá trị rồi. Đấy, thì nói chung là để cho nhanh ấy thì mình cùng là đặt là kiểu solo. Solo thì không biết bạn thích solo con gì nào. Có skin Nagaroth thì mình cứ solo Nagaroth đi bạn. Nói chung là như này này, phần thưởng thì bạn được nè, nhưng mà cái luật lệ chơi thì bắt đầu mình phải ra keo nhá. Bạn ok thì để mình đọc cái luật lệ nè. Ok, bạn cứ ra luật đi. Luật lệ đơn giản thôi, nói chung là full dam. Lên full dam nhá. Chỉ được lấy cái giáp hồi sinh thôi. Đấy, okay. Không được ăn máu. Solo nói chung đánh nhau để khi nào chết thì thôi. Đấy. Khô máu. Ví dụ mình giết được bạn nhá, thì mình có quyền được về hồi máu. Đấy. Cái thứ hai là solo hai màng đi. Ai mà giết được hai màng thì người đó có quyền được đánh nha. 5 minutes later. Thì mình xin ạc 3 triệu nha bạn ơi. Còn đi chết anh em rồi, let's go. Đấy anh em. Này đi, lên phút đám á, keo này keo phút đám anh em ạ. Rồi, ổn, không được. Đấy, chà, bộc phá ác phết anh em nha. Hai mạng anh em nhá. Rồi, đâu rồi. Keo này keo. Úi dồi. Toang. Rồi. Toang rồi anh em nhá. Cái pha này ta thua đấy. Úi trời. Rồi xong rồi. Rồi ok. Đánh hay lắm các bạn ạ. Bạn đánh ná hay lắm. Đúng rồi, giết được mạng được B nhá. Các bạn thấy đánh hay chưa?
cũng đam anh em. Khổ lắm, cái phá đầu là mình quen đi rừng đây anh em. Căng quá. Hay quá nhỉ. Bình tĩnh anh em ạ. Không được về mà. Lên đây. Úi giời. Chết chưa? Ui rồi, xong rồi, mình bị phá nhà rồi, cái phá trụ bật ạ, đấu thật anh em ơi. Hay quá. Tốt. Bây giờ là bên kia được kém trụ rồi đấy. Đấy, bên kia được kém trụ rồi đấy. Đấy. Cho kém trước đây. Hay quá nhỉ. Đấy, ta lên tạm cái dây đi. Úi sợ. Đâu đi. Từ. Ba tiểu rồi, sống chưa? Rồi, ok chưa nào? Hai mạng đã được phá trụ nhá. Đấy, giáo kèo ấy nè. Rất là căng anh em nhá, căng chi luôn. Rồi chúng con ná cái đó đi solo thì từ lâu lắm. Đấy, ta check cái mùi phát cho mình. Ui, bên kia mấy. Rồi, ok. Rồi. Cho một phát của anh em nhá. Một quyền. Rồi xong. Đẹp nha. Lan cổ vào thêm màng nữa không? Không phải đâu các bạn ạ. À. Mình căn bản là mình đánh cái máy này kiểu là kiểu không quen lắm. Bình thường mình chơi iPhone 8, bây giờ lấy cái màn hình này nó thế rồi đánh kiểu khó kỳ luôn. Thôi, chơi bồn bung bản nha. Ok. Cảm ơn 300 xu các bạn nha. Chào nha, bút bàn lại đi 6 bàn, bút bàn lại đi lấy lại ăn nha. Khi nào mà ế kèo là bắt đầu bút tiếp nha. Cảm ơn 300 xu nha. Rồi, ok, chào bạn nha. Môn gì cũng sẽ ở nhà của bạn thôi. Ok, đấy các bạn ạ, kiếm 300 xu nó dễ không? Kiểu cảm giác một cái gì này, nói chung cái phá màng đâu các bạn hiểu không? Cái keo là mình giao ra rồi cho mình chết bao nhiêu màng mình có sợ đâu các bạn, mà cái keo này keo do mình kiểu lên ấy ra thôi, cái kiểu gì mình cũng sợ. Nếu đến mức độ mà không solo của mình nói thì mình bắt đầu chơi cái kiểu bẩn, cái kiểu chém trù các bạn. Mình là nói chung là mới đổ cái máy em đánh hơi kiểu kẻ một chút, nhưng không sao, mình đây hết rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục để chờ thêm một đoạn bút các bạn nhá. Cái gì đây, có một rồi, một cái chuông thôi nè. Ôi, vừa rồi là một bạn nam, bây giờ là thêm một bạn nữ anh em ạ. Đấy, được thêm 300 xu nữa, 600 xu rồi. Ngay làm gì ra 600 xu các bạn. Nhan hà thật đấy, đã nhận được đơn hàng mới này. Liên Quân Mobile một trận này. Chào em nhá. Này, không biết cái lý do gì mà em lại em lại book anh vậy? Em thấy là anh có cho solo. Thì có phải là tặng ad chị không đó? Tặng nick cho thật chứ, chẳng lại đua nữa trời. Thấy là tướng Nagroth nè của tướng. Em cũng hơi bị chiến đó nha nên à. em có biết 300 xu là bao nhiêu tiền không? Cũng có 70 ngàn. 70 ngàn à? Vậy thì cho anh xin 70 ngàn nhá. Thôi rồi, nói chung vừa rồi thì anh vừa mới solo một bản thì bản này cho anh 70.000 rồi. Thì bây giờ anh cũng nói luôn, em là con gái thì nói chung là sẽ có một cái keo
Đấy, nếu mà em thắng thì anh cho em cái nick này luôn. Đấy, nick anh thì cũng chẳng có gì đâu. Phún tướng, con skin đi Bethlehem luôn. Cái giá trị của nó là hơn 3 triệu nè. Với cả thứ hai, nếu mà em thua thì như nào? Nó muốn như nào nè? Nếu mà em thua thì em sẽ hát một bài nhá. Ok luôn, sợ gì. Wow. Rồi ok, vậy thì là chúng mình cái thể lệ đơn giản thế này thôi. Nếu mà đánh solo Nakaroth thì nói chung là anh là con trai thì dù rằng bây giờ nói mà solo ngang thì người ta cũng cười anh ấy. Bây giờ anh chấp em hai mạng được không? Mấy ơi, solo này sòng phẳng nha anh. Hả? Anh không cần nhường em đâu, anh cứ đánh hết mình đi. Được, rất hay các bạn nha. Nói chung là cái chỉ khí rất tốt. Thì mình không biết là cái kỹ năng của các bạn gái trên này như nào được rồi. Ok, anh sẽ tạo phong này. Chuẩn bị bao này. Em chơi từ mùa 1 luôn ấy. Ui, các bạn này, có cái thông thảo là biết rồi đó các bạn. Toán đã mất đích rồi. Mất đích đấy anh em ạ. Một chém. Đấy, úi giời chỉ màng nổ. Khét. Hai chém. Đấy, solo thì mình cố gắng phá văn quái ta lên level 2. Ôi, bên kia lên level 2 trước. Ôi, trụ bản mình. Không sao, solo luôn. Hay. Hay quá. Hay quá nhỉ. Ư sợ. Từ từ các bạn nha. Một phát ta chơi hôi máu này. 10 giây nhá. Khiếp, em con gái mà đánh hay thế em. Alo. Tới bài từ cơ bản rồi đó. À chà, gáy. Vài đường các bạn. Chào em. Các bạn nha, solo Nakaroth nha. Thằng nào mà chưa bá trước ấy là thằng thể thiệt đấy các bạn ạ. Đó là mình nói thật đấy. Không biết các bạn như nào. Chứ mình thì thứ nhất là chưa bá thằng Nakaroth, bây giờ nó cũng không còn mạnh như xưa nữa. Đây này, anh chuẩn bị tặng cho em cái này. Đấy. Thử thách hả? Ôi, tập. Rồi ok. Rồi xong nhá. Tôi ok các bạn ạ. Không phải đâu. Tá phải làm nhanh để sẵn sàng rồi. Sẵn sàng chưa? Phải làm nhanh để mình kiểm xuống anh em ơi, khổ lắm. Chứ được 6 đấm xuống ngay nên mình kiểm tầm 3 nghìn xu anh em ạ. Rồi. Okay. Ok, em một con gì để luyện lưu đúng không nào? Thì bây giờ em thua rồi thì em phải trả kèo cho anh chứ. Nói chung là xin chia bôn cùng em nhá. Được rồi thôi, anh khả năng anh đi kiểm thêm một bàn rồi đấy. Mới sáng sớm bây giờ mình kiếm được có 2 người à. Mục tiêu hôm nay anh tìm 10 người cơ, 10 người là phải 3.000 xu cơ. Hả? Chừng là bay bạc đó nha. Bay bạc hả? Được rồi, anh cảm ơn em nha. Ok, cảm ơn anh. Rồi, ok. Thực sự nói chung là cứ đơn giản thôi. Cái app Lita này thì nói chung nó kết nối kiểu giống như là rất phù hợp với những anh em nào đang còn forever alone. Còn nó gọi chúng là FA các bạn nhé. Các bạn có thể là đào cái app Lita này ở cái phần phía comment này và các bạn vào và các bạn có thể là thuê người chơi. Nếu các bạn mà gặp mình thì các bạn không biết có thuê không. Chứ mình là con trai đấy. Đấy, vào thuê mình thì cứ 300 một trận solo đấy, được cái cháu nick đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Đấy, và các bạn đừng quên rằng nói chung là cái link tải của mình thì để ở phía dưới này các bạn nhé. Nói chung là Lita thì có hầu như nếu các bạn nam mà có kèo rank ấy thì các bạn cũng có rất nhiều bản kỹ năng rất là cao, skin rất là đỉnh. Đấy, và đặc biệt con nữ thì mình thấy rất là xinh thôi. Đấy, cho nên các bạn nào có nhu cầu mà tải nick thì tải app này thì các bạn hãy tải với đường link ở phía dưới phần ghim của mình nhé. Và mình nghỉ clip để nó kết thúc rồi. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip sau nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye. Hello anh em nhé, mình quên, mình hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em về cái phần nạp tiền ở trong cái app này nó sẽ như nào. Đầu tiên các bạn sẽ vào cái trang này nhấn và các bạn sẽ vào nhấp vào cái phần chữ ví. Thì vào phần ví thì các bạn sẽ có cái phần nạp tiền đấy, ở đấy có thể là 100 xu, 500 xu. Nhưng mình không chọn cách nạp ở đấy mà mình sẽ nạp vào ở ngoài web thì nó sẽ rẻ hơn. Đó chính là các bạn sẽ gõ lita.gg các bạn nhé. Thì sẽ có phần nạp tiền ở đây. Lita.gg thì nó sẽ được giảm giá 20-24% các bạn nhé. Thì các bạn, mình khuyên các bạn đến nạp ở đây thì nó sẽ được giảm giá hơn. Đấy, nó sẽ kiểu chiết khấu ok hơn.
đấy các bạn sẽ nhập UD này, rồi các bạn sẽ chọn chuyển khoản ngân hàng đấy chẳng hạn, đấy được giảm 20 này, 22% này, 24% này, đấy các bạn sẽ nhập vào, rồi các bạn nhập UD của các bạn ở đây, nhập UD sau các bạn sẽ nạp tiền thì nó sẽ được cộng trực tiếp vào cái UD của bạn, và các bạn có thể là nhập vào thuê ok hơn. Đấy, đấy là phần nạp tiền, là rất là ok các bạn nhé.